à dựa lưng vào đầu giường, đôi môi chúm chím đỏ mọng, mặc mỗi chiếc áo yếm trắng muốt, tư thế cực kỳ khiêu khích. Trông ả thật đẹp, chàng phải công nhận như thế. Chiếc yếm mỏng tanh ấy không làm sao che giấu được bộ ngực đồ sộ của ả. Người chàng nóng bừng lên, hình ảnh đôi nhũ hoa nhọn hoắt cứ hiện hiện trong đầu. Chàng cố gắng trấn tĩnh, ngồi vào ghế rót một chén rượu. Chàng vốn dĩ có thể uy hiếp ả, bắt ả khai ra mọi thứ ở cùng biển thước, nhưng có lẽ điều ấy quá manh động, chàng chưa biết tí gì về nơi này. Đêm nay chàng cần phải dò la chút tin tức trước khi tung đòn quyết định. Chàng nhẹ nhàng bảo: "Nàng chờ ta có lâu không?" Người đàn bà nguýt một cái, tỏ vẻ giận dỗi. Ả nói: "Chỉ cần gặp được chàng thì thời gian thiếp không xét tới." Đoạn hất chăn, từ từ xuống giường đến bên. Ả ngồi cạnh, ngắm Tiêu Phong khắp chỗ, từ đầu, tóc, tới tận ngực bằng một ánh nhìn say đắm. Ả thích chàng thật sao? Hay ả đang có mưu kế gì? Chàng tự hỏi. Chợt ả thốt lên một tiếng. Ả bảo: "Chàng thật đẹp." Tiêu Phong cười hà hả nói: "Ta mà đẹp ư? Trần tài thổ giáp, da ngăm, tóc tai loa xòa, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt." Ả khẽ ngả đầu vuốt ve ngực chàng rồi nói: "Nhưng trong mắt thiếp, chàng đẹp." Đoạn ả kéo tay, giọng nói đầy vẻ ướt át: "Nào, lại đây, thiếp muốn nằm cạnh chàng." Tiêu Phong tất nhiên đời nào thèm làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy. Chàng cực ghét loại đàn bà dễ dàng ngủ với đàn ông. Chàng khựng người đáp: "Từ từ đã, ta còn chưa biết tên nàng." Lửa tình của ả bùng lên mãnh liệt. Ả có vẻ đã muốn giao hoan lắm rồi. Ả cứ năng nặc kéo vào giường. Thấy chàng kiên quyết không chịu, nên đành hậm hực ngồi lại trên ghế. Ả nói: "Thiếp tên Tiểu Liên." Tiêu Phong à lên một tiếng. Ả lại hỏi: "Sao thế, tên thiếp không hay ư?" "Không, chỉ là chiều nay ta vô tình nghe ở cung biển thước có một người tên y hệt như vậy." Người đàn bà đôi mắt tròn vo. Ả lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, chốn này làm gì có ai trùng tên với thiếp. Có gì để mai thiếp hỏi cung chủ xem." Tiêu Phong liền rót hai chén rượu trên bàn rồi đưa cho ả một chén, bắt đầu lần là: "Cung chủ của nàng có phu quân không?" Người đàn bà tỏ vẻ hơi lạ lạ. Ả nhìn chàng với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ả bảo: "Đừng nói chàng chú ý tới bà ấy nhé. Hãy bỏ đi, cung chủ của thiếp không phải dạng vừa đâu." Tiêu Phong lại hỏi: "Ý nàng là sao?" Người đàn bà hơi chột dạ: "Không, không sao đâu." Tiêu Phong nói tiếp: "Tiếc thật." "Sao mà tiếc?" Ả giọng tò mò. Tiêu Phong lại rót thêm rượu. Hai người cũng hết chén này tới chén khác. Giờ đã là chén thứ 8. Chàng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Tự nghĩ nếu A Châu vẫn còn, chàng tuyệt đối không làm như vậy. Có chút men say, Ả lại càng dạo rực. Đôi gò bồng đảo cọ liên hồi vào vai chàng. Chàng nói: "Ta có một đứa tiểu điệt, gọi là Cữu Cữu. Nó tuổi 19, rất thích y thuật. Ta qua đây thấy cung biển thước rất hợp với nó, định bụng sẽ xin cung chủ của nàng cho nó vào đây làm trần phụ việc. Nàng thấy có được không?" Người đàn bà đây vẻ man trá. Ả nói: "Thế y đã lập thê chưa?" Tiêu Phong trả lời: "Ta chưa hiểu ý của nàng." Người đàn bà cười khả ố. Lần này ả tự mình rót rượu, uống ực một hơi. Ả nói: "Cung chủ của thiếp chỉ thích trai chưa vợ thôi. Con chàng chắc cũng đã có nơi có chốn rồi nhỉ?" Tiêu Phong cười hà hà bảo: "Nàng tự đoán xem." Ả chăm chăm nhìn chàng nhưng không nói gì cả. Đây đã là chén thứ 14. Có vẻ ả bắt đầu say, giọng lè nhè, không còn hứng tình như trước. Đôi tay ả ngật ngừ bảo: "Thiếp nói thật, tốt nhất chàng đừng đưa nó vào đây." "Tại sao?" chàng hỏi.
Bởi vì đây không phải chỗ hái thuốc, đây là chỗ hại người. À nói xong tự nhiên khóc rừng rức. Sự việc này khiến chàng thật bất ngờ. Chàng không biết làm cách nào, đành vỗ về an ủi. Người đàn bà lại nói: chàng không biết đấy thôi, cung chủ của thiếp đã gần 40 rồi. Bà ta trẻ lâu là nhờ hấp thụ tinh khí của trai quản trình nguyên đấy. Bà ta có một môn công phu gọi là hóa niên diệu pháp. Bà ta sai thủ hạ đi khắp vùng lần cận, lùng sục những nam nhân trẻ. Nếu sinh vào ngày hoàng tam đạo hợp thì cực tốt. Tiểu Phong chưa bao giờ nghe chuyện này, vẻ mặt đầy khó hiểu. À lại uống thêm một chén nữa, rồi nói tiếp: ngày hoàng tam đạo hợp có nghĩa là ngày tháng năm kết hợp với nhau thành tam hợp niên. Ví dụ ngày Dần tháng Ngọ năm Tuất, hoặc ngày Tân tháng Tý năm Thìn. Tiêu Phong tảng lơ, tỏ vẻ mơ hồ. À vội nói: chàng không tin thiếp cũng được, thiếp không quan tâm, nhưng hôm nay thiếp vui. Đã lâu lắm rồi thiếp không được vui như vậy, tất cả là vì chàng đó. Nói đoạn à lại khóc hù hù. Lần này à khóc to hơn trước, nước mắt rơi xuống làm nhòe cả son môi. Tiêu Phong động lòng thương cảm. Chàng hỏi: ta và nàng mới gặp nhau chưa được bao lâu, nàng nói thương ta, làm ta bất ngờ lắm. Người đàn bà nghe xong chăm chăm nhìn chàng một hồi. À bảo: chàng rất giống ý trung nhân của thiếp. Hóa ra người đàn bà này vốn khi xưa là một cô gái tiết hạnh, xuất thân danh môn. Rồi một ngày biến cố ập đến, trung nhân tức sư huynh của ả bị người của Biển Thước Thần Cung bắt đi 3 năm trước. Ngày hai người gặp lại cũng là ngày y chết. Y trốn và bị người ta đánh. Ả cũng không nhớ, từ lúc tới đây mình đã gần gũi với biết bao người đàn ông rồi, và cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Có lần ả nghĩ về tương lai, ả thấy nó mịt mờ quá. Có lẽ tương lai của ả đã ở sau lưng ả rồi. Ả làm mọi cách để lấy lòng tin của cung chủ. Ả muốn trả thù, muốn giết chết mụ, dù chết cũng cam lòng. Tiêu Phong nghe người đàn bà ấy kể, dĩ nhiên chưa tin, liền tương kế tự kế, thử ả mấy lần mới chắc là thật. Ả đã say quá, bắt đầu làm nhảm mấy chuyện vớ vẩn. Đêm ấy chàng để ả nằm trên giường, còn mình ngủ tạm ở ghế. Sáng hôm sau chàng dậy thật sớm, rời khỏi phòng tản bộ bên ngoài. Chàng và Đặng Thanh Khê được người của cung Biển Thước sắp sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Tới đầu giờ trưa, một nô nhân dẫn hai người tới một nơi gọi là Lư Y Sảnh. Chớm tới cửa, Tiêu Phong đã thấy có tiếng oang oang, tiếng cười đùa, chào hỏi nhau thật náo nhiệt. Tiêu Đặng bước vào, nom có 9 kẻ đang ngồi, tên nào tên ấy ngạo khí bừng bừng, biết là cao thủ võ lâm. Đám người kia thấy Tiêu Đặng, chợt trùng xuống bớt nói hẳn. Bọn chúng có vẻ đang quan sát. Lư Y Sảnh thật rộng lớn, xung quanh bài trí toàn bằng gỗ hương thơm phức. Phía góc xa xa kê rất nhiều kệ gỗ, đặt các bình sứ chén ngọc đủ màu loàng loáng. Trong sảnh có 2 dãy ghế, mỗi dãy 7 cái. Mé tả khuyết 2 ghế đầu tiên, mé hữu khuyết 1 ghế cuối cùng và 3 ghế đầu. Người đàn bà áo đỏ hôm qua đang chễm chệ trên bậc cao, mụ chính là Mạn Ỷ Thánh, cung chủ Biển Thước Thần Cung. Mụ thấy Đặng Thanh Khê thì nở một nụ cười tươi rói, liền lên tiếng mời Tiêu Đặng lên 2 ghế đầu mẹ hữu. Mạn Ỷ Thánh vẫy tay gọi một tỷ nữ, hỏi vài câu rồi nói: quan khách đã tới đầy đủ, này tiện thiếp xin có chút lời. Chà là cung Biển Thước có trồng được một giống cây lạ, đã mấy năm rồi, năm nay đột nhiên bói hơn chục quả. Tiện thiếp không dám tự thưởng một mình, liền mạo muội mời các vị cùng thử cho biết. Người đâu, mau mang trái quý ra. Ngay lập tức có 12 tỷ nữ xinh xắn tay bưng 12 cái khay ngọc đi ra, mỗi đứa cung kính đặt lên 12 chiếc bàn. Tiêu Phong nom loại quả đặt trước mặt mình,
cũng tỏ vẻ lạ lùng. Tự thị thiên hạ có quá nhiều điều kỳ lạ. Loại dị quả tuy đã được bổ làm bốn, nhưng áng chừng hình thù như trái đào, màu sắc lại nửa vàng nửa đỏ, trông rất cuốn hút. Mạn Ỷ Thánh cất tiếng mời, ai nấy vui vẻ cầm một phần lên ăn thử. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vũ dũng từ bên ngoài. Có một hán tử trạc 27-28 bước vào, khí độ thật là bức người. Mái tóc trội màu xanh dương, toàn thân toát ra một vẻ lạnh lẽo tới cùng cực. Thủ bộ của hắn vững như núi, nhẹ như sóc, oai vệ như hổ. Hắn họ Lăng, tên hai chữ Nhất Phá, chính là động chúa Thiên Mục Động ở đất Mì Sơn. Hắn bước vào sảnh, không để tâm tới ai. Chợt hắn lướt qua chỗ Tiêu Phong, tự nhiên liếc nhìn chàng một cái. Lúc ấy, diện mục của hắn có vẻ lạ lạ. Hắn ngước lên, cúi chào Mạn Ỷ Thánh. Mạn Ỷ Thánh mời hắn ngồi vào mé tả ghế đầu tiên. Tiêu Phong ngó qua, cũng biết tên này là một cường giả, thực lực rất cao thâm. Hắn toàn thân toát ra một luồng âm khí mãnh liệt, chứng tỏ tu luyện độc công đã tới cảnh giới thượng thừa. Mạn Ỷ Thánh thấy Lăng Nhất Phá đến thì vui lắm, mụ liền bảo: "Ta biết Lăng động chúa nhất định giữ lời, nên đã sắp sẵn một chút trái cây mời ngài thưởng thức." Đặng Thanh Khê lẩm bẩm trong bụng: "Con mụ này giao thiệp rộng thật, ngay cả Mi Sơn động chúa mụ cũng mời cho được." Đám khách quý mà Mạn Ỷ Thánh gửi thiệp đều là bá chủ các vùng lân cận Thanh Ngạc Châu. Thế nhưng Tiêu Phong và Đặng Thanh Khê, chúng đều chưa gặp bao giờ. Đặng Thanh Khê tuy nổi danh, nhưng ở tận vùng Cam Túc xa xôi, con đám hào nhân suốt ngày quanh quẩn nơi hoang sơn cùng cốc, làm sao mà biết. Trong số này chỉ có hai kẻ từng nghe đồn, chứ cũng chẳng biết thực hư của Khê như thế nào. Nếu Lăng Nhất Phá ngồi ghế đầu đã đành, đằng này đám Tiêu Đặng tầm thường kia lại được Mạn Ỷ Thánh mời ngồi trên, trong lòng ai nấy tức tối, chỉ là chưa tỏ thái độ gì. Chợt Mạn Ỷ Thánh nói: "Hôm nay tiện thiếp mời tổng cộng 14 vị khách quý, đáng tiếc Bùi Trưởng Môn Thanh Thành Phái và Đấu Tửu Thập Phương Ngự Thiên Thù, Ngao Du Thiên Hạ không tới được." Chàng nhìn sang bên kia, thấy có gã họ Triệu gặp đêm qua. Hắn không biết mặt chàng, thấy chàng nhìn hắn, cũng chắp tay đáp lễ. Một lão già ăn vận như đạo nhân, mắt tì hí, râu dài cả gang cất tiếng: "Khách lạ tới đây, sao Mạn công chủ không giới thiệu danh tính, để mọi người được mở rộng tầm mắt?" "Lão ta họ Tự, tên hai chữ Bất Trì, là môn chủ Trường Xuân Môn ở Lý Gia Trấn. Có lẽ lão là người hậm hực nhất, tại sao hai tên vô danh tiểu tốt kia lại được xuất hiện chốn này?" Mạn Ỷ Thánh nào phải người không biết, mụ cố tình làm thế để xem thực lực của Khê như thế nào, đồng thời khiến lũ đàn ông hống hách dưới kia gây hấn với nhau, mụ sẽ đứng ngoài quan sát. Mạn Ỷ Thánh nâng một chén rượu lên cao mời tất cả. Đám khách uống xong, mụ mới bắt đầu nói: "Mười vị ở đây chắc cũng đã biết nhau hết cả rồi. Còn đây," mụ chỉ vào Khê và bảo: "Đây chính là Đặng công tử Đặng Thanh Khê, truyền nhân của Đặng gia ở Minh Kính Thôn. Ngồi kế bên là bằng hữu của y. Giới thiệu với Đặng công tử, vị ngồi đối diện ngài chính là Mi Sơn động chúa Lăng Nhất Phá. Vị đứng kế sau là môn chủ Bất Lão Môn Sử Trường Phi. Ngồi ghế thứ ba là Tự Bất Trì, môn chủ Trường Xuân Môn. Vị ngồi ghế thứ tư, Triệu Gia Triệu Nhân Quy đất Miên Dương. Vị thứ năm, Thần Kiếm Tả Lương Khâu đất Kim Sương. Vị ngồi ghế thứ sáu, Khoái Đao Âu Lợi vùng Sơn Đông." Đoạn ả lại giới thiệu tiếp bên này, từ dưới lên trên. Vị ngồi thứ sáu chính là Đạo Y Trâm Thượng Cô Nguyệt Luân. Ngồi thứ năm là Đốc Chủ Đan Trần Kinh thống lĩnh Đèo Kiến Môn. Ngồi thứ tư chính là Lãng Trung Tráng Sĩ Lãng Tam Bồi. Tự Bất Chi nghe xong liền thở dài: "Đáng tiếc,
Đặng công tử nổi danh như thế mà Tử Mỗ không biết chút nào. Nay có dịp tới thành Ngạc Châu, cũng đem theo hơn chục bình rượu quý làm quà, còn thừa hai bình chẳng nhẽ đổ xuống đất, thật là uổng phí, mong hai vị công tử nhận cho. Lão vỗ tay một cái, lập tức có một tiểu đồng từ mãi bên góc tường lúi húi chạy ra, gã cầm hai bình rượu màu đen sẫm dâng lên. Tự bất trì quá to, mời. Hai tay lão cùng phẩy một lúc, hai bình rượu bay ngay tới chỗ tiểu Đặng. Lão ta kỳ nghệ thật cao, khéo thay hai bình như có thần nhập, nhẹ nhàng đáp xuống bàn bên. Bỗng nghe choang một tiếng, một chiếc bình tới trước mặt Khê, chưa kịp hạ thì đã vỡ toang, tử thủy bắn ra tung tóe. Khê biết lão có ý cợt nhả, liền vung tay một cái, một luồng kinh phong như tấm lưới bắn ra, gom hết toàn bộ tử thủy vào một chỗ, cùng các mảnh gỗ vỡ điểm gọn xuống nền. Tự bất chi toàn thân rúng động, mặt lão nghề ra. Đám người ở đây tỏ vẻ kinh hãi. Đường lúc ấy, một chiếc bình còn lại xoáy tròn, phát ra tiếng u u rất nhẹ. Nó đang từ từ trở ngược lại chỗ họ Tự. Họ Tự vung tay chộp lấy, vừa hay chạm vào cái bình ấy, bàn tay lão tê dại như bị sét đánh. Lại thêm choang một tiếng nữa, chiếc bình này cũng vỡ tan. Mặt mũi họ Tự ướt nhoẹt, mái tóc dài của lão bết lại, phủ phục xuống tận cuống mũi, trông tệ hại vô cùng. Tay lão đưa xuống dưới gầm kế, người ta thấy có tiếng máu nhỏ bên dưới. Tả Lương Khâu và Âu Lợi đã từng biết mặt Tiều Phong, thấy chàng vài đường đánh bại Bạch Giao Đình, biết võ công của chàng rất cao siêu. Lúc chàng vào đây, không lúc nào không chú ý, tự thị thân thế người này không biết có trong tàng long phổ. Tả Lương Khâu nghĩ thầm, lão mũi trâu họ Tự gặp mình lúc nào cũng tỏ vẻ hống hách, này lão bị như thế đúng là đáng đời. Đặng Thanh Khê chợt đứng lên, y nói: nay Đặng Mỗ có dịp tới đất Tứ Xuyên gặp mặt anh hùng thiên hạ ở đây, quả là hạnh phúc quá đỗi. Nay có chén rượu nhạt, mạn phép mời từng vị. Nói đoạn đi từ ghế của mình trở ngược xuống dưới, uống với mỗi kẻ một chén. Người Khê mời cuối cùng chính là Lăng Nhất Phá. Đặng Thanh Khê cùng hắn cạn chén rồi, đang định đi về thì Phá nói: tục lệ ở đất Mi Sơn, khi gặp mặt lần đầu đều phải bắt tay một cái, như thế mới hữu hảo. Đặng Thanh Khê cười một tiếng, cũng đưa tay đáp lễ. Hai tay vừa sáp lại, Khê liền bảo: Đặng Mỗ nghe danh Lăng Đậu Chúa đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, quả thật phong thái phi thường. Lăng Nhất Phá vốn kẻ ngạo nghễ, thế nhưng cũng chẳng phải ếch ngồi đáy giếng, hắn vẫn trọng anh hùng. Hắn nói giọng khiêm nhường: Đặng gia ở Minh Kính Thôn nổi tiếng trong võ lâm, với tuyệt kỹ ngũ hình trưởng, hy vọng được chiêm ngưỡng một lần. Thật vậy ư? Khê liền đáp. Chữ đáp vừa dứt, khuôn mặt cả hai đầy vẻ nghiêm trọng. 5-7 giây sau, tay hữu của Khê lấm tấm xương mở, hạt trắng như tuyết bắt đầu xuất hiện. Nó lan từ bàn tay tới chớm hết cổ tay, như một khối băng bốc khói nghi ngút. Đám người ở đây biết hai bên đang tỉ đấu nội công, chăm chú theo dõi không cả chớp mắt. Khê cố thúc đẩy nội lực, nhưng hàn khí của Lăng Nhất Phá quá ư mạnh mẽ, không thể nào chu diệt, phải nghĩ thầm trong bụng: thằng cha này nội lực chỉ ngang mình, nhưng hàn khí gớm thật, nếu không gắng sức tất để thiên hạ chê cười. Nghĩ vậy liền hít một hơi, đưa chân khí từ đan điền qua đảm trung, dùng huyền công nghiên tập 9 năm hóa nóng, sau đó đẩy ra lòng bàn tay triệt đi nhiệt khí. Quả nhiên hạt tuyết đã tan đi phân nửa, nhỏ nước lõng bõng dưới nền. Thế nhưng Khê vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tự thị không chịu nổi nữa. Nghĩ vậy chân lực ồ ạt tống ra, tiềm vận chữ nộ trong ngũ trưởng. Oai kinh của nộ trưởng thì không cần phải bàn, năm xưa tăng tổ phụ của y là Đặng Cát nhờ được Vạn Trùng Thiên chỉ dạy mà tiến cảnh thật nhanh. Này Đặng Thanh Khê, tăng tôn đích truyền,
thân mang thần công. Bước chân ra giang hồ không ai không nể trọng. Y chưa bao giờ tỉ thí với địch nhân nào lợi hại như Lăng Nhất Phá. Họ Lăng thấy kinh lực của Khê tràn ra như hồng thủy, cũng cười nhạt một tiếng, vận kình chống lại. Trên đầu của hắn yếm khí nổi lên, hòa vào bộ tóc màu xanh ngọc, trông phiêu diêu không khác gì một vị thần tướng nhà trời. Chỉ nghe răng rắc mấy hồi, có tiếng gạch vỡ dưới nền. Cả hai cười lên ha hả, cùng nhau thu kình lại. Đặng Thanh Khê liền nói: Lăng động chúa có bàn tay thật ấm áp, chứng tỏ là người tốt bụng. Đoạn quay trở về chỗ cũ, vừa ngồi xuống ghế, y lập tức điều khí, cố đẩy hết âm độc ra ngoài. Bỗng đầu Lăng Nhất Phá đứng lên, cầm một chén rượu bước sang bên kia. Đám đông cứ nghĩ hắn tới đáp lễ Đặng Thanh Khê, nhưng không phải, hắn tới chỗ bàn của Tiêu Phong. Nên biết rằng bọn Tự Bất Chi, Sử Trường Phi hay Đan Trấn Kinh đã từng nhiều lần dự yến cùng Lăng Nhất Phá, nhưng chưa khi nào thấy hắn mời rượu ai, chỉ có người ta tới mời hắn. Lần này thấy hắn đích thân tới mời rượu một hán tử lạ mặt, thực là bất ngờ khôn tả. Lăng Nhất Phá đứng trước bàn Tiêu Phong nói: Lần đầu gặp mặt, tự nhiên thấy kính trọng, tại hạ xin mời huynh đài một chén. Tiêu Phong cũng ấn tượng với hắn, liền vui vẻ đáp: Kính. Cả hai cụng ly, uống ực một cái. Tiêu Phong lấy lễ mà đáp, liền mời lại. Lãng Tam Bôi có vẻ không vui, thấy Phá đang đứng giữa sảnh, đột nhiên cất tiếng: Mạn công chủ cất công mời chúng ta tới đây, chắc không chỉ để thưởng cái trái lạ này đâu nhỉ. Mạn Ý Thánh ở trên cao, miệng cười chúm chím. Mụ liền nói: Lại để Lãng Đại Hiệp chê cười. Thú thực hôm nay tiện thiếp mời các vị tới cũng là vì một chuyện đại sự liên quan đến tồn vong của Cung Biển Thước, rất cần sự trợ giúp của mọi người. Trá La Tệ Cung và gia tộc Tây Khương vốn hiềm khích đã lâu, vừa rồi lại có chuyện hiểu lầm. Nô nhân của tiện thiếp có giết chết ba thủ hạ của Tây Khương Cảnh. Lão cho người báo tin rằng nội trong nửa tháng phải dẹp bỏ nơi này, nếu không sẽ san bằng tất cả. Tiện thiếp hết lời phần bùa, nhưng lão nhất định không nghe. Nay tiện thiếp phận nữ nhi yếu đuối, chỉ mong được các vị giúp một tay chống lại cường địch, ơn ấy ta cả đời không quên. Tự Bất Chi liền nổi hứng: Tây Khương Cảnh thực là một tên khốn kiếp, chúng ta ở đây có ai là không bị lão ức hiếp, tại sao không cùng đứng lên tập hợp lực lượng tới đất Hoàng Nguyên quét sạch một mẻ, như thế chẳng phải cơ hội trời cho ư? Triệu Nhân Quy thấy thế liền a dua: Phải đấy, gia tộc Tây Khương có gì đáng sợ, cái gì mà ngư long bạo thể, thật là trò trẻ con. Lãng Trung Tráng Sĩ Lãng Tam Bồi nói: Hừ, các người đúng là thung rỗng kêu to, có ra cái thể thống gì mà đòi đánh nọ đánh kia. Năm xưa tại Thanh Phong Lĩnh, là ai phải quỳ xuống xin Tây Khương Cảnh tha mạng, hứa sẽ không nhiễu động đất Hóa Đô. Tự Bất Chi hắng giọng: Họ Lãng kia, ý ngươi là gì? Chuyện của lão phu liên quan chó gì đến ngươi? Có giỏi thì ta và ngươi ra ngoài làm trăm hiệp, xem ai mới là thùng rỗng. Sử Trường Phi giọng can gián liền nói: Thôi thôi các vị, có gì từ từ nói, dẫu sao chúng ta mỗi người một phương, xưa nay cũng có chút giao tình, nay chỉ vì Tây Khương Cảnh mà tranh đấu há chẳng phải ngu ngốc lắm sao? Đàn đốc chủ, ngài nổi tiếng là người thông minh cơ trí, xin hỏi có cao kiến gì không? Đàn Trấn Kinh vốn có mối thâm thù với Tây Khương Cảnh, con lão vì trêu ghẹo Tây Khương Thiệu Gì, bị thủ hạ của gia tộc Tây Khương chọc mù một mắt, cắt đứt một ngón tay. Lão nhiều lần muốn liên quân tứ xuyên hợp lực, chỉ tiếc kẻ nào cũng sợ uy của Tây Khương Cảnh, ít ai dám tham chiến nên việc ấy đành thôi. Này nhân cơ hội này liền nói: Mạn công chủ đã ngỏ lời, đàn mỗ thân là đại trượng phu, mà khoanh tay đứng nhìn, há còn mặt mũi nào sống trên đời. Lăng động chúa, trong các vị có mặt ở đây, ngươi là người có thế lực mạnh nhất,
Hãy nói một câu xem nào. Lăng Nhất Phá nở một nụ cười thật tươi. Hắn lấy một miếng trái cây lên, cắn khẩu khẩu, diện mục đầy vẻ thư thái. Liệu Lăng Nhất Phá có đồng ý lập liên quân Tứ Xuyên đấu Tây Khương Cảnh hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 108 mang tựa đề Vũ Khí Bí Mật. Video của Đình Phòng đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.